Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến các bác những dòng sản phẩm đa dạng để cho các bác lựa chọn cho mình. Như là hôm nay thì em sẽ lên từng cặp đôi một, như một cặp đôi Hitachi này, một cặp đôi Balakun này và một cặp đôi La Lắp Lật. Còn một số chiếc quạt như là quạt tô bàn và tô lửng, găng sắt cũng như là la xoáy găng sắt. Hôm nay em lên toàn bộ là những dòng phẩm là đều là găng sắt nha các bác nhé. Bác nào mà quan tâm đến dòng sản phẩm nào thì là nhấc máy lại với em. Còn đến với cửa hàng em thì có đầy đủ tất cả các dòng phẩm như lồi cơm điện, rồi quạt điện, rồi lọc khí, lọc không khí, rồi là các thứ là có đầy đủ để cho các bác lựa chọn cho mình. Bác nào ưng dòng phẩm nào thì alo cho em. Thì hôm nay em sẽ lên cho các bác đa dạng các loại nhé. Rất nhiều các dòng phẩm đẹp để cho các bác lựa chọn. Chung là đến với cửa hàng em thì có đầy đủ các dòng phẩm nhé. Đây hôm nay em giới thiệu với các bác, đây là một chiếc hi ủng hi tăng này. Các bác được chiêm ngưỡng chiếc này có vẻ đẹp của nó này. Xuất thần luôn để mà những dân chơi, các anh chị đã từng đam mê về những dòng sản phẩm mà hi ủng hi tăng này thì là sẽ nhìn thấy đã sẽ thích này, vì cái dòng này nó là gọi là hàng khủng rồi, chỉ có người chơi và dân chơi thì mới dám quan tâm đến cái dòng này thôi. Cũng như các bác mới vào tập chơi thì các bác nhìn thấy các bác cũng đã sướng rồi, không cần phải giới thiệu nhiều. Đấy, những chiếc đẳng cấp. Đấy, chiếc này thì hôm nay em chưa, vẫn chỉ để đây thôi. Còn bác nào mà quan tâm thì em sẽ gửi hình ảnh và cho các bác có những giá hợp lý nhất để bác nào quan tâm thì lựa chọn cho mình nhé. Những chiếc này thì các bác biết rồi, dân chơi thì không có bao giờ có rẻ, giá không bao giờ có rẻ nhé các bác nhé, nói luôn. Và em có những cái dòng phẩm gì thì em sẽ lên cho các bác để các bác lựa chọn cho mình này. Đấy, một cặp đôi hi này, trong đó có một chiếc hi hậu và một chiếc hi cánh mật. Cánh mật thì hôm xưa em về có về một chiếc rồi nhưng em bán rồi, hôm nay lại về thêm một chiếc nữa này, cùng một cặp đôi balakun này, có cả balakun cánh đục nhé. Rồi la lắp lật thì có la lắp lật meca và la lắp lật vân gỗ. Nói chung là để cho các bác đủ các tầm tiền, như dòng tô cổ này. Số hạt ngô này, gọi hạt ngô đi, răng ngựa nhưng cũng được, hang lửng, rồi la xoáy này, mới két kẹt luôn, mới két luôn. Đấy, các bác nhìn nha, bác nào mà ưng cái dòng sản phẩm nào thì alo cho em. Như quạt bàn này, thì hôm nay bây giờ em sẽ lên chi tiết một cặp đôi quạt bàn này. Những chiếc là nó đẹp thì em sẽ lướt qua một lượt, còn bác nào quan tâm thì em sẽ gửi ảnh nhé. Trước tiên là một chiếc quạt bàn này, chiếc này là chiếc tô găng sắt nha con nhé, tô găng sắt này. Đây, em quay rất chi tiết nhé, đẹp xuất sắc luôn. Đây là cái con tí thân này, đấy là bố này, các bác nhìn chưa. Trước tiên là em sẽ cho các bác về phần thân thì nó rất là ok, cũng như là phần lồng mạ inox này. Chiếc này là nói báo giá luôn để cho các bác trước khi quan tâm thì các bác sẽ được thấy nó đẹp như nào thì và giá trị của nó là sao. Chiếc này có sải cánh là 30 và chiều cao của nó cũng là 60 phân nhé, 60 đến 65 phân. Chiếc này là mang mã số là 324 và có giá là 2.600.000 đồng. Các bác nhìn nó đẹp từ cái chóp đẹp đi. Đấy, chiếc này thì là rất là ok luôn. Đây các bác nhìn nhé, thân thủ của nó đây cũng như này, bầu bếp là đẹp nhá, lồng sau là lồng xi nhũ, lồng sau là sồng lồng xi nhũ, dây dợ là còn ok. Nói chung là tất cả còn rất là đẹp. Những chiếc này là một chiếc quạt bàn mà có giá trị mà tầm sưu tầm cũng là đồ chơi mà nó là găng sắt thì các bác có thể chơi vĩnh viễn, chơi mãi mãi luôn. Đây các bác nhìn số xếp cả logo led căng luôn. Đấy, các bác nhé, xoay cho các bác từng chi tiết một thì các bác biết là nó đẹp đến đâu rồi. Chiếc này có giá là 2.600.000 đồng, báo giá nhanh để cho các bác lựa chọn cho mình. Và hôm nay em chỉ có lên găng sắt thôi nhé,
và có giá hàng chất thôi. Hôm nay là toàn hàng hàng hàng, hàng chất thằng VIP thôi nhé. Để bác nào mà thực sự quan tâm và yêu thích thì alo cho em. Đây là một chiếc quạt cổ vân gỗ này, Toshiba vân gỗ này. Để các bác nhìn. Có sải cánh là 30 này. Số má này, vân gỗ này, em cho các bác nhìn cái vân gỗ của nó đẹp lép căng luôn, từ thân cột nhá. Đấy. Mặt này. Phím mặt là mặt nhôm, vân gỗ nhôm. Thân cột này các bác nhìn từ cái khe kẽ này. Thân thủ đẹp nhá, nước sơn zin nguyên bản hết. Chiếc này nó đẹp từ chân đến đầu. Đẹp từ chân đến đầu luôn. Đều zin nguyên bản hết. Bầu rồi là thân thủ đẹp này. Dây điện thì em cũng chưa vệ sinh kỹ đâu. Em về cái là em cũng lên sóng luôn để báo giá các bác. Trước khi gửi đi các bác thì em dầu mỡ và vệ sinh cực kỳ ok. Trước này em chỉ quay trước tiên là phần đẹp để cho các bác biết là nó đẹp như nào đã. Phần lồng này, lan lồng này, lồng mạ inox, đằng sau là lồng xi nhũ. Đẹp lét căng luôn. Và chiếc này nó đặc biệt hơn một chút. Thứ nhất là nó là đã cổ thì chiếc này nó lại là cái dòng ốc này là ốc đầu này là ốc nhôm nhá. Đấy, ốc nhôm luôn, những ốc xoắn vặn này là ốc nhôm luôn. Chất lừ luôn và cánh của nó là cánh màu xanh đen, xanh và xanh đẹp luôn đấy, nó nhá. Chất lừ bao cổ bao cánh các bác nhá. Cánh của nó này đẹp. Dân chơi thì mới dùng những cái đồ này. Nói thật các bác những dòng phẩm mà cao cấp thì mà đẹp mà chất thì là chỉ có những bác mà chơi đam mê đấy, muốn sở hữu cho mình. Những chiếc này thì thực sự với các bác là nó quá là đẹp, quá là chất luôn nên là giá của nó thì cũng chỉ có 2,8 triệu này. Đấy, bác nào muốn là sở hữu cho mình chiếc 325 này có giá 2,8 triệu thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cho. Chiếc rất là ok. Và bây giờ em sẽ lên với các bác là chiếc đầu tiên là một chiếc Hy Hậu. Em sẽ nhấc lên bên trên này và lên ra sóng cho để cho các bác nhìn thấy và biết là cái độ đẹp của nó luôn nhé. Chiếc này thì quá là đẹp luôn, được mệnh danh là Hy Hậu. Chỉ có giới chơi quạt thì mới biết được cái tiếng gọi của nó. Các bác nhìn như cái lan lồng inox rồi. Mạ inox trước là sáng choang nhá. Logo led căng nhá. Led căng luôn. Đấy, những chiếc mà nó đẹp thì các bác đã biết rồi, còn những chiếc xấu thì không nói làm gì. Những chiếc đẹp thì lúc nào nó giá trị của nó cũng là tương đối là cao. Chiếc này mang mã số là 326 và có giá là 4,5 triệu. Nhưng mà vì làm sao nó lại có giá như vậy thì các bác nhìn trên hình ảnh thực tế này, em đang làm video cũng làm clip cho các bác. Chiếc này có chức năng số ngủ, đèn ngủ nhé, hai đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ cáp, nói chung là rất là đẹp. Và nút nhấn thu dây, những dòng phẩm đẹp này các bác nhìn sắc nét đấy, nó là độ mới gần như là đẹp sắc nét luôn đấy. Chiếc này thì hôm xưa thì em cũng về một chiếc sắc nét như này cũng cách đây khoảng hai tháng. Nhưng mà chiếc nó cũng chưa gọi là xuất sắc, chỉ tầm tầm như chiếc này thôi. Nói chung là đẹp, zin nguyên bản, chất lừ luôn. Nút nhấn thu dây này. Tất cả khóa hãm là đều đẹp hết. Chiếc này trước là lồng mạ inox, sau là lồng xi nhũ. Thân bầu đẹp, trắng nõn nhá, từ cổ, từ thân, cột giống nhau hết. Những chiếc như này giá trị của nó rất là ok và các bác cũng đáng để tầm tiền các bác bỏ ra để sưu tầm. Vì cái dòng này nó chất gió của nó này cực êm và dễ chịu. Nói đến dòng Hy thì những người chơi rồi, những bác chơi rồi thì các bác sẽ hiểu thôi. Chiếc này có giá là 4,5 triệu đồng nhé. Tất cả các dòng phẩm em báo giá hôm nay là cũng đều là báo giá trên tại cửa hàng của em. Còn bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Thực sự quan tâm thì alo cho em. Em bán là bán lúc nào cũng báo luôn cái giá mà thực tế nhất để cho các bác ưng thì các bác alo. Còn không thì các bác cứ xem thoải mái nhé. Và bây giờ em sẽ lên các bác tiếp theo. Đây là một chiếc Hy cánh mật. Các bác biết là những cái dòng sản phẩm này thì hiện tại em cũng đã rất vào rất nhiều trang. Cũng như các bác cũng đang theo dõi rất nhiều trang kênh bán hàng cũng như là trang web.
thì các bác tìm thấy những chiếc quạt thi mà cánh mật mà độ đẹp, độ mới này, các bác nhìn nhé. Trước tiên là em sẽ đi trước về cái phần lồng mạ inox đằng trước này. Đấy, lồng mạ inox này nó sáng, nó đẹp như thế nào thì nó thực tế luôn, nó phơi bày luôn, mà trên thực tế là em không thể giấu các bác được bất kể cái gì, cũng như là độ đẹp hay là độ sáng bóng của nó nhé. Đấy, chiếc lồng này là lồng mạ inox đẹp xuất sắc luôn. Đây, mặt trước nhá, còn nôm la là trước là sau là của nó là lồng xi nhũ rồi. Nếu cái phần đấy thì các bác nhìn các bác biết logo, logo của nó thì cực kỳ là ok rồi đấy. Những chiếc đẹp thì giá trị của nó phải khác. Chơi đồ thì các bác biết rồi, cứ đẹp đến đâu thì đây là cái vết này, là vết vết bẩn, lau ok, lau phát là hết luôn đấy. Đấy, vết bẩn thôi, vết tay có dầu cầm vào là nó có lốt đấy, các bác nhìn nhá. Và các bác nhìn đấy, từ cái phần ốp lốc này sáng choang, thân cột này đẹp, mặt vân gỗ là ok đúng không? Đây, xoay cho các bác xem nhé, vân gỗ là rất đẹp, cực kỳ là ok luôn. Đây, thành viên đây nó có một tí xước xước nho nhỏ này, một tí ti thôi nhá. Đấy, các bác nhìn kỹ thì mới thấy nhá. Đấy là nói luôn, vì là nếu như mà nó không có thì là rất là khó, vì là những chiếc mà nó tuổi đời của nó rất cao mà nó do vận chuyển thì không thể tránh được, một tí ti thì không tránh được. Các bác muốn đẹp, muốn xuất sắc thì nó gần như là xuất sắc rồi. Đấy, thân thủ đẹp nhé, thân thủ đẹp này, thân thủ rất là ok luôn. Đây là lắp thu dây này, lắp đựng dây này. Đấy, lắp đựng dây vẫn còn rất đẹp, dây vẫn còn rất mới này, em còn chưa bỏ ra xem. Và chiếc này thì nó có dòng này là dòng kem nhôm rồi, kem nhôm rồi. Dây của nó còn rất đẹp nhá, sáng lắm. Thôi không cần phải móc ra nữa, thì cứ lướt qua được thôi. Còn các bác nào mà ưng thì em sẽ cho các bác xem trực tiếp, chứ còn các bác mà chỉ cần nhìn trên hình ảnh thôi thì nó chưa thể là thực tế bằng em gửi hình ảnh trực tiếp cho các bác nhá. Đây các bác nhìn nhá, chiếc Hi cánh mật. Đấy, cánh mật thì nói đến dòng dân chơi, mà dân chơi sành điệu thì mới dám chơi, còn đâu nói cái từ mà mùa chơi mua một cái quạt, bỏ đồng tiền ra một cái quạt thì có nhiều bác bỏ ra cái quạt có triệu mấy bạc, cái quạt Nhật như còn phải đắn đo. Nhưng còn đã mà chơi rồi thì người ta mới hiểu được cái độ chất của nó, cũng như các bác nếu là các bác đã dùng đồ Nhật nội địa rồi. Đấy, các bác nhìn ha, chiếc này là 5 số, có chức năng số ngủ này, và đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ cáp, quên, con này là đồng hồ cáp nha các bác nhé. Đấy, đồng hồ cáp góc chỉnh là 20 40 60 80 100 độ. Đấy, và hình thức của nó thì rất là đẹp từ trên xuống dưới. Chiếc này thì mang mã là 327 và có giá là 6.500.000 đồng. Đấy, bác nào muốn sở hữu những cái quạt đẹp, quạt vip thì alo cho em. Đấy, các bác nhìn này, chất lừ luôn, đẹp xuất sắc luôn nhé, bao luôn các bác là không bị bể vỡ nhé, bao luôn là không bị bể vỡ. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác chiếc cặp đôi tiếp theo, đó là một cặp đôi Balakun. Balakun thì chỉ có những người mà gọi là dân chơi. Những chiếc này là nó sang ở Việt Nam là rất là lâu đời rồi. Nếu mà nói về thương hiệu dòng Balakun, Lationa Balakun này, thì chỉ có những bác mà đam mê về chơi. Những chiếc này nó nặng rất nặng nhá, nó nặng gần 9 kg đấy, nặng luôn đấy, nó là gang sắt toàn bộ nhá các bác nhé, có sải cánh 30, chiều cao cũng là 90, mà nó là chất lừ luôn. Đấy, lồng trước là lồng mạ inox và lồng sau là lồng xi nhũ cùng với thân thủ. Thân thủ thì của nó thì còn tương đối là đẹp nhé, tương đối là đẹp, cũng như là bề mặt logo. Đấy, rất là ok luôn. Trước này là hai đồng hồ, một đồng hồ này là chỉnh góc 50 độ và 100 độ, và đồng hồ này đồng hồ hẹn giờ, nút nhấn là nút nhấn lên xuống này, và phần ốp mạ lốc này rất là sáng, cùng với lại là đây là công tắc, okay, công tắc gọi là phím bấm là đồng hồ cáp ấy. Đấy, dành cho đồng hồ cáp. Và chiếc này có 4 số 3 chế độ gió,
rất là êm, và tất cả logo là vẫn còn nguyên, là không có bị bong chóc cái này phần này nhá. Như phần này thì em cũng chưa, chỉ lau qua thôi để em sẽ lên lên sóng thôi, vì là những cái dòng sản phẩm đẹp này thì nói chung là chỉ có những bác mà đang đam mê về chơi, hoặc là các bác mới chơi thì các bác vào thì các bác cảm giác là nó rất sướng, vì là đằng sau của nó là cái, nó là ngăn kéo đường dây nhé. Đấy, dòng này là dòng ngăn kéo đường dây đấy, và dây dọ thì vẫn là còn rất ok. Đây là cái dầu nó bám mà em mà chưa lau này. Đấy, dây cáp kiếp là ok này. Đằng sau là lồng 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 xi đấy, đằng sau là xi nhũ, thân bầu vẫn còn zin nguyên bản hết nhé. Cổ cánh là rất ok, cánh là cánh đẹp luôn đấy. Bác nào mà quan tâm thì em sẽ mở ra em cho các bác xem cái cánh của nó cực kỳ là đẹp luôn. Dòng vương miện này. Có nhìn thấy chưa? Gọi là Lation Paracul vương miện, hai đồng hồ, bốn số và hai công tắc, một nó nhấn xuống. Con này đẳng cấp. Đó, thương hiệu. Bác nào mà muốn chơi cặp đôi này, cả cặp đôi này cho nó xứng tầm và nó giống nhau thì alo cho em. Một chiếc này thì có giá là 5 triệu đồng. Đấy, chiếc này có giá 5 triệu thôi. Và nói chung là nó cứ tùy theo cái độ đẹp của nó để mà lên giá theo giá nhé các bác nhé. Đam mê chơi thì phải biết là mình đang chơi đồ gì. Còn nói chung quy lại có một bác số bác muốn sưu tầm để trưng bày thì lại có những chiếc để mà mình sưu tầm và trưng bày. Đây, các bác nhìn từ chiếc tiếp theo này. Chiếc này là cánh đục, dòng cánh đục rồi nhá. Đấy, cũng là Lation Paracul nhưng chiếc này thì lại là cánh đục. Riêng cái bộ cánh đục này là không, là nó có giá khoảng trên 3 triệu bộ cánh này. Như cánh xanh kia thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng ship 3 triệu. Đấy, bác nào mà chơi đồ thì các bác không biết được, còn mới tập chơi thì khó lắm, khó nói đến bộ cánh như thế thì không ai dám bỏ tiền ra để mà mua đâu. Đẹp. Lồng trước là lồng mạ inox nhá. Đấy, lồng trước là mạ inox rồi, logo thì led căng luôn như kẻ chỉ luôn. Đấy, và thân thủ thì rất là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn nó mới, cái những cái phần này là của nó là cực kỳ là mới, không ai thay được cái đấy được, không ai thay được. Nó có như nào thì phải chịu như thế, nào không ai thay được. Thứ hai nữa là về thân thủ là còn sạch sẽ này, sạch sẽ luôn nhé. Cũng có một vài cái vết sấy xước nho nhỏ, hoặc là các bác có thể là cái đấy có thể bỏ qua được vì nó tuổi đời nó cũng tương đối là cao, nó không tránh được một vài ba cái xước nho nhỏ như đầu kim màu tăm. Nhưng mà trước này là các bác nhìn cái dây điện của nó này, mới hay không thì các bác phải nhìn cái dây điện này, các bác biết này, dây điện xanh ngắt đẹp như bầu như thân. Thì những cái này không ai làm được nhá các bác nhá. Việt Nam hay là người Nhật thì người ta khi đã thiết kế ra cái màu sắc của nó như nào nó y chang thế rồi. Còn nó phần lồng này là đằng sau này là đẹp zin nguyên bản luôn, đẹp sắc nét luôn. Đấy. Kể cả dây cáp này cũng còn rất sáng này. Những chiếc này thì đương nhiên rồi, tiền nào thì của đấy hết thôi. Độ đẹp thì nó luôn luôn nó đi theo mấy giá trị. Tức là đẹp đến đâu thì tiền đến đấy. Cái đồng hồ này mạ đồng vẫn còn sáng này, vẫn còn sáng chóe này. Đấy, đồng hồ này là mạ đồng, có chiếc thì nó sáng, có chiếc thì nó không được sáng. Đây này, nhưng mà đây sáng choang nhé, một đôi này cực kỳ sáng luôn. Đấy, đồng hồ mạ đồng còn sáng choang luôn. Chiếc này thì cửa hàng em đang bán ra với giá là 6 triệu 500 nghìn đồng nhé các bác nhé. Đam mê chơi thì em hỏi, còn hỏi chơi thì tốt nhất là không không nên hỏi. Nhìn thì thích thì cứ xem thôi. Chiếc này có giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Đây cũng như là dòng Hi Tăng này. Đấy, Hi Tăng thì phải dân chơi thì mới hỏi đến những chiếc này. Các bác đầy bác có điều kiện thường sử dụng những dòng phẩm này, nhưng mà không nên hỏi chơi các bác nhé. Thích thì hỏi thôi, đúng thích chơi thực sự thì hỏi thôi. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác là một cặp đôi la lắp lật nhé, một chiếc lắp lật Mica và một chiếc lắp lật vân gỗ. Đấy,
hai chiếc này thì nó đẹp đẹp như nào thì em sẽ ra giá cho các bác, để các bác ưng thì các bác mua nhé, còn không ưng thì các bác xem thoải mái thôi. Trên không phải là riêng một mình trên cửa hàng em bán hàng mà nó tất cả là rất nhiều, nhưng mà hàng Lào thì nó cũng có giá trị của nó hết, chứ không ai tự dưng lại hàng đẹp mà đi bán rẻ, bao giờ không có đâu. Đấy, còn nó cứ theo cái độ đẹp của nó mà ra giá thôi. Con này nó đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ cái chóp thân thủ này, zin nguyên bản hết nha các bác nhé. Đấy. Đấy, dầu mỡ này, dầu này. Đấy. Đấy, lau còn và còn vẫn còn có vân này. Đấy. Đẹp đến đâu thì nó sẽ ra cái giá cho các bác để các bác lựa chọn cho mình nhé. Chiếc này thì giới thiệu luôn với các bác là chiếc này rất là đẹp và zin nguyên bản rất là chất. Này, các bác nhìn cái vân gỗ của nó, vân gỗ của nó còn sáng mà lép căng luôn, như kẻ chỉ, không có một vết nào nhé. Đấy. Thế này thì là các bác được nhìn thấy luôn nhé, không có giấu các bác được, vì là cái này nó là thực tế luôn. Thực tế mà các bác nhìn thấy cái máy mà nó quay mà nó lép căng như này thì con kiến mà bò qua cũng nhìn thấy, không nói là đến thứ khác. Các bạn nhìn vân gỗ nó sáng choang đẹp, cái phần này thì cũng còn rất là đẹp luôn. Đấy. Nó chưa phải là đạt đến mức xuất sắc nhưng mà nó đã để mà nói là tuổi đời nó cao mà nó còn đẹp như thế là cũng đã rất là ok rồi. Từ thân bầu này các bác nhìn phải theo ánh điện không, này nhìn khi nó phản chiếu là nhiều khi là nhìn nó rất là khó. Đây này các bác nhìn. Đấy. Rất là ok, rất là đẹp luôn nhé. Lúm xoáy, lúm xiếc cả vẫn còn hết này. Chiếc này là nó bị hỏng thu dây. Nói luôn rồi các bác. Dây là nó bị hỏng thu dây. Nhưng mà cũng chả ảnh hưởng cái gì cả. Vẫn cắm điện chạy ok. Đấy, thực ra nói luôn. Chiếc này hỏng thu dây. Còn nếu bác nào có nhu cầu thì em sẽ mua thu dây về em thay. Thì tất nhiên là cái giá của có thu dây và cái giá không thu dây nó khác nhau. Tức là có thu dây thì tiền nó lại khác. Còn nó không thu dây vì nó đẹp thì đương nhiên là nó giá là phải khác. Các bác nhìn nhé. Các bác nhìn là số này mới cứng luôn. Số mới cứng luôn. Đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ. Đấy, các góc trình độ là rất là ok. Đấy, chiếc này còn rất là ok luôn nhé. Phím số vẫn còn đẹp này. Cái này vẫn còn óng ánh này. Đấy. Các bác nhìn số xước là vẫn còn nét căng luôn. Và phím số này mới luôn. Đấy. Chiếc này thì là cực kỳ là ok, đây gọi là la lắp lật nhé các bác nhé. La lắp lật thì nó có hai dạng, một dạng là lắp lật Meca và một dạng là lắp lật vân gỗ. Nói chung là cũng là đều là thương hiệu của la dòng La Vương. La Vương lắp lật hết. Đấy. Đây nè, các bác nhìn cái logo này gọi là logo của La Vương. Đấy. La Vương thì nó có nhiều lắm. La Vương lắp lật cũng có, mà La Vương không lắp lật cũng có. Đa dạng các loại cơ. Bác nào mà quan tâm đến cái dòng sản phẩm nào thì alo cho em. Chứ còn chơi thì nó không có một cái giới hạn nào cả. Đấy, còn chơi bằng chúng bằng bạn hay là bằng mọi người ấy, thì các bác có thể là sở hữu những cái dòng phẩm nó vừa tiền này. Đấy, trước này có giá là 7.500.000 đồng nhá các bác nhé. 7.500.000 đồng thôi để các bác đã sở hữu được một chiếc La Vương lắp lật rồi. Đấy. Mà đẹp. Mã số là 332 các bác nhé. Mà La Vương lắp lật này. Em lên hôm nay em lên là toàn hàng đẹp thôi. Hàng đẹp thôi để cho các bác giới anh chị mà giới chơi thì biết đến cửa hàng em đang có cái gì. Còn hàng trung tiền thì hôm nay em không lên nhé. Hàng bình dân thì hôm nay em không lên nhé. Hẹn các bác ở clip của buổi hôm sau. Em sẽ lên những hàng bình dân để cho các bác lựa chọn cho nó dễ. Hôm nay thì em chỉ lên những hàng đẹp cho giới anh chị nào thực sự muốn chơi. Đấy, chiếc này mang mã số là 333. Chiếc này là chiếc lắp lật Meca nhé. Chiếc này có giá là 8.500.000 đồng. Thôi, giá này là giá ưu đãi nhất cho các bác để các bác chơi được. Còn các bác không thì các bác cứ vào xem thoải mái nhé. Nó đẹp đến đâu thì các bác được nhìn thấy luôn. Mà em cũng chả giấu các bác làm gì cả. Nó mà mới lửa thì nó cũng không có cái giá như vậy. Nói chung là nó cứ đẹp đến đâu thì tiền đến đấy. Còn chất thì có những bác thích cánh rêu thì 14, 15 triệu hay là 16, 17 triệu gì đấy. Thì như em có nào em bán đấy. Các bác nhé. Có nào em bán đấy.
và đẹp đến đâu thì em bán như thế. Để các bác nhìn này, cái đồng hồ sáng choang nhé, đấy, logo đẹp nhé, số xiếc là hoạt động ok này, các bác màu này tím này, đấy, Meca đây là có gọi là lắp lật Meca nhé các bác nhé, đấy, Meca này, đấy. Đây cũng là Meca luôn, vân gỗ thì lép căng luôn như như sợi chỉ luôn này. Các bác nhìn thấy không, nếu một con kiến bò qua thì các bác cũng sẽ nhìn thấy luôn chứ không có nói chuyện này, em quay như này, con kiến bò qua thì các bác nhìn thấy luôn. Tất cả những cái phần trắng trắng này là ánh điện nhé, ánh điện từ cái cột này, vì nó là Meca nó chiếu xuống xuống cái phần mặt BKMG này đi thì các bác cứ biết là nó là do ánh điện nhé, ánh điện nó phản chiếu vào đây nó hất xuống. Chiếc này thì rất là ok, từ thân thủ này, cột kiếc này, này các bác nhìn. Đủ độ đẹp chưa các bác cứ nhìn thoải mái luôn nhé, em quay rất chi tiết thôi nhé. Đấy, chiếc này thì là nó lại thu dây bằng bằng con xoay này. Đấy, bằng con xoay này, đây là cái tem này, cái tem từ đây, đây là cái tem nhé, tem nó vẫn còn nhé. Đấy, thân bầu rồi là lúm xoáy xiếc là ok hết. Các bác để ý nhé, những cái dòng lắp la lắp lật này nó còn rất là ok. Đấy, những con này cực kỳ ok luôn, dây dạ vẫn, dây dạ vẫn là rất là đẹp nhé. Đấy, dây dạ vẫn là đẹp, tuổi đời những chiếc này nó không có dưới khoảng xít 75 mà nó còn đẹp, nó còn giữ được như vậy thì các bác mới biết là cái dòng chơi cái đồ hàng chất này bao giờ cũng thế. Còn những các bác xem thì cứ bảo người ta quay ra từ phần thân đế cho đến phần từng chi tiết một như em quay cho các bác để các bác xem nhé. Có như thế nào thì em báo luôn để các bác dễ, cũng như các bác mua hàng ở trên thị trường các bác nhé. Các bác cứ bảo người ta quay như thế để cho các bác xem. Còn tất nhiên là nếu nó đẹp thì nó có giá tiền của đẹp, còn vừa vừa nó có giá tiền vừa vừa. Để tránh tình trạng là các bác mua nhưng mà tiền đẹp thì lại không mua được cái những dòng phẩm mà mình ưng ý. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác một chiếc tiếp theo. Đây là một chiếc tô lửng nhé. Chiếc này là phím số cổ này, Toshiba nhé. Cột vuông, thân đế đẹp và chóp kép, đây chóp úp kép này, lốc của nó rất là sáng, logo là vẫn đẹp mà là lồng sơn thì còn tương đối thôi. Nói chung là mới thì không phải là mới nhưng mà nó còn tương đối là đẹp. Chóp thì là mới cái cứng rồi, chóp tên lửa là cứng cựng rồi, ốc là ốc trí, dòng này là dòng ốc trí này các bác biết rồi, dòng ốc trí chỉ có dân chơi nói lên dòng ốc trí mới biết thôi, còn nhiều bác thì cũng không hiểu đâu, vì ốc chóp tên lửa này thì nó chỉ có dòng VIP thì nó mới có dòng chóp tên lửa này nhé, nhọn hoắt như là cái gọi là đầu đạn đấy, gọi là như đầu tên lửa đấy, nó gọi là dân chơi thì mới biết. Và chiếc này thì là zin nguyên bản nhé, mộc mạc và zin nguyên bản luôn, chỉ có những bác chơi thì mới biết thôi, mộc mạc và zin nguyên bản. Mà chiếc này hình thức là của nó là nếu mà để cũng là để là hàng đẹp nhé, dây này là dây zin nhé, đó nhé, dây zin nhé, zin của nó luôn đấy, dây có vỏ bọc này là dây zin cổ luôn, phích cắm cũng zin luôn nhé. Và thân thủ này, đây con này là nút lên xuống là nút nhấn vuông. Đấy, như nút nhấn hình vuông này, các bác nhấn vào đây là lên xuống này. Đấy, thân bầu biết các thứ này, lồng mè đẹp, nói chung là chiếc này là còn tương đối là đẹp. Và chiếc này thì cũng đơn giản thôi, giờ chỉ có dùng cho các giới anh chị giới chơi thôi, con này thì rất là vừa tầm. Chiếc này thì có giá là có 4 triệu thôi mà đã sở hữu được một chiếc găng sắt cổ này. Hàng cổ nó khác nhé các bác nhé, nên là các bác chỉ có những bác chơi thì mới biết thôi, giá là rất là hợp lý thôi. Con này là đế xoay nhé, đế 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 xoay nhé, đế xoay luôn đấy. Đấy, và cái dòng ốc trí mà chóp tên lửa này nó khác, nên là chỉ các bác chơi thì có biết được. Chiếc này có giá 4 triệu, mã số là 322. Và bây giờ em sẽ lên cho các bác, đây là một chiếc la xoáy này. Giới thiệu với các bác đây là một chiếc la xoáy, hàng đấu giá, hàng này là 100% là hàng đấu giá luôn nhé.
nên là em đi về là vẫn còn nguyên thùng, đóng thùng từ Nhật về nhé, phát từ Nhật luôn. Chiếc này nó vì làm sao nó đẹp như vậy thì các bác sẽ được em cho các bác xem. Thứ nhất là từ cái logo, logo của nó đây, logo của nó led căng như sợi chỉ luôn. Các bác nhìn logo này sáng choang. Chiếc này thì giới anh chị là dân chơi để trên đôn trên bàn, nó là cực kỳ là đẹp luôn, nó là dòng la xoáy nha các bác nhé. Đây các bác nhìn thân đế này, đồng hồ 4 số 3 chế độ gió, có mới hay không thì em giữ máy như này thì các bác nhìn các bác biết nhé, nét căng chưa. Giới anh chị chơi đồ thì thích những con mới thì là các bác biết là không ai làm được những cái phần này, những cái phần này mà không mới thì cũng không ai làm được, nét căng luôn. Em thích bán hàng đẹp, bán hàng mà đến các bác nhận được các bác cảm thấy là rất cực kỳ là ok, vì là em hiện tại cho đến bây giờ cũng không phải em bán bây giờ là một hai cái mà nó quá nhiều rồi, nên là quá nhiều bác đã đang chơi rồi, thích rồi, có nhiều bác mua nhiều quá rồi nên là không muốn mua nữa nhưng mà thực ra không còn chỗ để. Có nhiều bác thì là như vậy vì là chơi đồ nhà em thì các bác quá là sành rồi nên là thích. Màu thì màu cánh nhá, tím ngắt luôn, màu cánh tím ngắt luôn nhé. Chiếc này thì có giá là 5 triệu 500 nghìn đồng nhé bác nhé. Chiếc này là mã là 323, có giá là 5 triệu 500 nghìn đồng. Bác nào mà giới chơi mà thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Còn em còn rất nhiều dòng phẩm này như là quạt bàn này. Quạt bàn giới thiệu bác đây là chiếc Sandro này, có mã số là 250, có giá là 1 triệu 350 nghìn. Đấy, cũng có những bác thì muốn sở hữu những chiếc vừa tiền để mình ấy, không căn cứ là các bác có thể là sử dụng những chiếc nhiều tiền đâu, vì cái này nó cũng vô cùng lắm. Đấy, rất là nhiều nhé các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm đến dòng phẩm nào trên cửa hàng em thì là nhấc máy liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846 nhé. Zalo của em cũng là số điện thoại. Hẹn các bác ở video clip sau.